Chương 21 Thay đổi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hiện tại đi đến trước gương vừa thấy, trừ bỏ ánh mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai, kia vài cái có khổng địa phương, còn lại toàn bộ đầu chỉnh khuôn mặt còn có nàng toàn thân, đều là hắt nước sơn, béo ngậy ngấy lại thối hò hét. Nôn nàng đều nhanh cũng bị trên người bản thân thối vị cấp hương ói ra. Không được, thật sự là rất thối, ta được chạy nhanh tẩy sạch sẽ mới được. Trương Duyệt nói xong liền một cổ não hướng trong nhà vệ sinh sung, nửa giờ sau, một cái phấn nộn nộn, làn da sáng bóng tinh tế mỹ nữ, bọc nhất kiện dụ bào xuất ra. Bởi vì nàng vừa đi lộ, một bên dùng chính mình tay sơ tóc dài, hoàn toàn không có phát hiện ở nàng xuất ra trong nháy mắt, có cái màu đen bóng dáng cấp tốc theo nàng phòng cửa sổ chỗ chợt lóe mà ra, sau đó hướng đối diện biệt thự lao đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt tay đổi thành thật sự lượt sơ tóc biên sơ vừa nghĩ có phải hay không chính mình ăn cái gì vậy cho nên hôm nay sáng sớm đứng lên liền biến thành hình dáng này nhưng là suy nghĩ nửa ngày chính mình ăn gì đó đều là chút thực bình thường gì đó nha nếu không nên nàng nói ra điểm không đồng dạng như vậy này nọ đến trong lời nói giống như trừ bỏ ngày hôm qua chính mình uống lên chút trong không gian nước giếng lại đem nước giếng lấy ra nấu nước phao trà uống còn có dùng kia thủy bảo canh ăn vậy thật sự lại không có gì cùng bình thường là bất đồng. Xem trong gương vừa tắm rửa xong xuất ra chính mình, làn da trở nên như là vừa lột xác trứng gà bạch giống nhau bóng loáng tinh tế, lại phấn nộn nộn làm cho người ta nhịn không được muốn trắng một ngụm, so với chính mình trước kia không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Còn có nàng cảm giác được chính mình hiện tại trong cơ thể như là tràn ngập lực lượng dường như, tinh thần không được. Nàng thì thào nói. Chẳng lẽ là trong không gian nước giếng vấn đề? uống lên nó sau có thể làm cho người ta thay đổi thân thể chất da cùng tinh thần trạng thái nàng càng muốn lại càng cảm thấy rất có khả năng dù sao không gian như vậy thần kỳ gì đó đều xuất hiện như vậy bên trong nước uống có thể cải thiện nhân thể chất lại có cái gì rất kỳ quái đâu khẳng định là như vậy không thể không nói trương duyệt là chân tướng trong không gian thủy chẳng phải phổ thông thủy mà là cất giấu một loại linh khí thủy loại này thủy nếu ở tu chân giới đối tu chân nhân rất giúp, chẳng những có thể khôi phục người tu chân linh lực, trường kỳ uống lên còn có thể tăng trưởng tu vi. Nàng một người bình thường uống lên, tuy rằng không thể giống người tu chân giống nhau khôi phục linh lực tăng trưởng tu vi, nhưng là cải thiện thể chất vẫn là có thể. Cho nên uống lên nước giếng nàng, bên trong che giấu linh lực ở trong một đêm đem nàng trong cơ thể tạp chất cấp xếp xuất ra, mới có buổi sáng kia vừa ra. Không biết chính mình đã hoàn toàn chân tướng nàng, lúc này lại ở trinh thám, muốn thật sự là như vậy nói kia khác ba người cũng uống tỉnh lý thủy khẳng định cũng cùng bản thân giống nhau lại nhớ tới dưới lầu phía trước cùng bản thân không sai biệt lắm thời gian truyền ra tiếng thép chói tai nàng chạy nhanh đem tóc sơ hảo sấy khô sau đó thay đổi một thân vận động phục đi xuống lầu vừa vạn lưu vừa cùng trần khải đông còn có vương mẹ đều ở mặt dưới trương duyệt đánh giá cẩn thận một chút bọn họ có thể là bọn họ ba người ngày hôm qua chính là uống lên mang có không gian nước giếng xương cốt canh, không uống đến trà, cho nên bọn họ hiện tại làn da không có giống nàng như vậy rõ ràng thay đổi. Bất quá tinh thần cũng là so với dĩ vãng tràn đầy rất nhiều, nói chuyện thời điểm thanh âm phi thường vang vọng lại hữu lực. Ba người nhìn đến nàng xuống dưới, phát hiện nàng biến đẹp rất nhiều, ào ào kinh ngạc sững sờ một chút. Trần Khải Đông cười nói. Khi, tiểu thư ngươi dùng xong cái gì hộ phu phẩm nha, Cư nhiên trong một đêm liền biến càng thêm xinh đẹp động lòng người đâu? Là nha, là nha, tuy rằng ngươi trước kia cũng rất xinh đẹp, nhưng là không biết vì sao hôm nay nhìn đến ngươi so với Dĩ Vãn phá lệ đẹp rất nhiều. Lưu vừa cũng là cười tủm tỉm nói, không, CV valley day, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22. Ngươi cũng muốn khai siêu thị bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nghe vậy trương duyệt nhíu mày không trả lời bọn họ câu hỏi mà là nói với trần khải đông khải đông ca hai ta luận bàn một chút trần khải đông buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình mặt danh kỳ diệu biến tối như mực lại béo ngậy ngấy toàn thân cấp khiếp sợ đến ở ngoài tắm rửa xong xuất ra liền cảm thấy chính mình toàn thân đều sung đầy lực lượng giờ phút này cũng là có muốn tìm nhân luận bàn ý tưởng vốn là muốn tìm lưu vừa bất quá Trương Duyệt trước kêu lên, hắn cũng sẵn khoái đáp ứng rồi. Chọn một chút hắn mày rậm trả lời, tốt. Sau đó hai người tới sân trên bãi đất trống bắt đầu luận bàn lên. Bọn họ luận bàn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh hai hạ là tốt rồi cái loại này, cũng sẽ không bởi vì Trương Duyệt là cái nữ sinh Trần Khải Đông sẽ thủ hạ lưu tình cái loại này, mà là thật ra quyền, tảo chân, đá nhân, nắm bắt thời cơ, chuyên môn tìm ra đối phương nhược điểm đến công phòng thủ cái loại này chính là trương duyệt đến cùng là cái nữ sinh, chính là đi theo lão ba học điểm gia lông công phu, nơi nào so với qua trải qua đặc huấn bộ đội đặc chủng lui ra bỏ ra đến Trần Khải Đông, chỉ chống được 10 phút liền bại hạ trận. Trần Khải Đông thu tay sau nhếch môi cười nói. Không sai thôi, người hôm nay thế nhưng chống được 10 phút, có tiến bộ. Đó là bởi vì cơ thể của ta bị cải thiện, biến so với trước kia linh mẫn rất nhiều tài chống được. Bất quá Trương Duyệt cũng chưa nói, chính là đối chính mình không quá vừa lòng biểu môi, ta không chơi, ngươi cùng lưu vừa ca luận bàn đi. Hảo A, Trần Khải Đông cho rằng nàng là lại bại bởi chính mình mất hứng, lại bắt đầu đùa giỡn khởi tiểu hài tử tỳ khí, cũng là không để ý, đối với đứng lại một bên lưu vừa vẫy vẫy tay, hai ta cũng đến một lần đi. Lưu vừa sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi, hai người rất nhanh liền bắt đầu đánh nang xá khó phân đứng lên. Trương Duyệt hiện tại chạy về đi giúp vương mẹ làm điểm tâm, phòng bếp cửa sổ vừa vặn là đối với sân, theo bên trong nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia hai cái từng quyền đến thịt đánh vào đối phương trên người, tưởng tượng của nàng nếu kia nắm tay đánh vào trên người bản thân trong lời nói, thật là có bao nhiêu đau nha. Tê xem ra vừa rồi Trần Khải Đông đối chính mình vẫn là thủ hạ lưu tình điểm. Đánh người không vẽ mặt, huống chi chính là luận bàn. Cho nên, ở bữa sáng làm tốt đoan đến trên bàn cơm, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa cũng luận bàn hoàng đã trở lại, Hai người ai cũng không thắng không có thua. Bất quá trên người không ít địa phương đều là hồng một khối thanh một khối, chính là trên mặt một điểm thương đều không có. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông làm việc tốc độ quả nhiên rất nhanh, ăn xong bữa sáng không bao lâu, còn có nhân tặng không ít vật tư đến trong nhà đến, đem trương duyệt trong nhà phòng trống cùng sân đều đôi tràn đầy. Ở tại đối diện thẩm nhiên đứng lại ban công nhìn đến nàng gia sân gì đó, tò mò hỏi lý Húc. Trương Duyệt mua nhiều như vậy này nọ về nhà làm chi? Vừa vặn ngày hôm qua Lưu vừa cùng Trần Khải Đông từng có tìm đến lý húc hỗ trợ, nhưng kia hai người hiểu lầm, hắn đối thẩm nhiên hội báo nói. Khải Đông nói, nàng tính toán khai siêu thị, chính là này ý tưởng là Lâm thời quyết định, còn chưa nghĩ ra mua trở về gì đó thế nào an bày khiến cho trước đưa đến trong nhà, cùng Đông khu ngoại ô kia bộ trong biệt thự. Khai siêu thị sẽ đem này nọ kéo về nhà đến sao? trương duyệt tính cách tuy rằng tùy tiện cũng không phải không đầu óc hắn nhịn không được đối này ba nhận thức trợn trừng mắt bất quá đối với trương duyệt làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói với lý hút chiếu nàng mua vài thứ kia ra ngươi cũng đi cho ta mua điểm trở về về phần số lượng ngươi có thể mua bao nhiêu liền bao nhiêu không cần để ý tiêu tiền a à, ngươi cũng muốn khai siêu thì sao nhưng là thân phận của chúng ta là không thể theo thương nha Lý Húc không rõ hắn vì sao làm như vậy, vẽ mặt dấu chấm hỏi xem hắn, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Mua vũ khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com A à, cái gì A, à, gọi ngươi đi còn có đi đạo lý, quản nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm nhiên quay đầu trừng mắt hắn. Nga, là lão đại trừng nhân ánh mắt thật là khủng khiếp a, à, chạy nhanh chạy. Lý hút đi rồi, trong nhà liền còn lại chính hắn, hắn lại đi đối diện trương gia phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, mới nhìn xem chung quanh, xác định không có người sau đột nhiên chợt lóe đã không thấy tâm hơi bóng người, dường như hắn vừa mới chỗ cái kia vị trí cho tới bây giờ không đã đứng nhân dường như. Trương Duyệt sổ sổ thời gian, căn cứ kiếp trước trí nhớ, mặt thế giống như liền tại đây mấy ngày. Vốn nàng tưởng trực tiếp đi tìm ba ba, nhưng là gọi điện thoại qua, lại bị cho hay ba ba tiếp cái khẩn cấp thông tri đi rồi, cụ thể đi nơi nào cũng không rõ ràng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tiếp tục ở nhà ngốc. Bất quá nàng nhớ được, kiếp trước ở mặt thế vừa mới bộc phát thời điểm ba ba có đánh qua điện thoại trở về, như vậy lần này hắn khẳng định cũng sẽ lại đánh trở về, đến lúc đó chính mình hỏi lại hắn ở nơi nào sau đó lại đi tìm hắn tốt lắm. Hiện tại, vật tư nàng đã không thiếu chính là thiếu đem xưng thủ vũ khí nếu có khẩu súng thì tốt rồi nàng nghĩ đáng tiếc ba nàng tuy rằng là cái sư trưởng nhưng là hoa hạ quy định công dân là không cho phép có súng mà nàng chính là cái công dân ai hơn nữa mặc thế thời gian lâu này tăng thi cùng biến dị thú năng lực cũng sẽ tăng cường thương đối chúng nó khởi không được nhiều đại tác dụng trừ phi dùng đạn đạo anh bất quá dùng đạn đạo đắc dụng thượng bao nhiêu tài nguyên nha hơn nữa cũng không tới phiên chính mình có được vẫn là đừng nghĩ suy nghĩ hơn nửa ngày nàng mới rột cuộc quyết định đến cổ ngoạn nhai lý đi tìm tìm tiểu cô nương ngươi muốn mua nhiều như vậy tam giác giảng cùng thiết kiếm làm cái gì nha ngươi nếu không nói rõ ràng nhiều như vậy vũ khí ta cũng không thể bán cho ngươi a à? cổ ngoạn nhai lý làm phỏng cổ lãnh binh khí điếm lão bản cũng không có bởi vì tiếp đang đại sinh ý liền cao hứng ngược lại đối trương duyệt muốn cùng hắn mua hơn 10 đêm tam giác giảng cùng thiết kiếm tâm sinh cảnh giác, lo lắng nàng là mua đi làm cái gì chuyện xấu. Kỳ thật trương duyệt ngay từ đầu thầm nghĩ mua một phen vũ khí, nhưng là đến nơi này sau, xem đến nơi đây có nhiều như vậy phản chân vũ khí, này liền thích, cái kia lại không tha. Sau này lại nghĩ đến mặt thế thời điểm như vậy hung hiểm, nếu chỉ mua một phen vũ khí, vạn không nghĩ qua là đã đánh mất đâu. Vì thế nàng càng nghĩ, này thủ kia xá, cuối cùng chỉ tuyển này hơn 10 đem tương đối thực dụng tam giác giảng cùng thiết kiếm muốn mua, không nghĩ tới tự bản thân sao đại trương đan, này lão bản cư nhiên còn không rất vui. Bất quá không quan sao, nàng cũng tưởng đến chính mình mua nhiều như vậy vũ khí sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên cũng tưởng tốt lắm lấy cớ. Nga, là như vậy, chúng ta đạo diễn muốn chuẩn bị chụp nhất bộ cổ trang chiến tranh phiến, cần dùng đến này đó đạo cụ, cho nên để cho ta tới mua như thế nào ngươi không bán sao lão bản không phải thực tin tưởng các ngươi quay phim đạo cụ không phải có thể làm giả sao tới nơi này mua này nọ quý không nói còn như vậy trọng mua trở về diễn viên cũng không tốt lấy đi kia còn thế nào quay phim ngươi là không biết phía trước ta cũng là nói như vậy khả là của chúng ta đạo diễn yêu cầu khả cao hắn nói chỉ có thật sự vũ khí cầm ở trong tay tài đủ kình đánh ra đến hiệu quả tài càng rất thật giả nhẹ bỗng một điểm đã kích cảm đều không có đánh ra đến hiệu quả không tốt như vậy còn không bằng không chụp cho nên ta chỉ có thể nghe hắn đến này mua trương duyệt có cái làm sư trưởng lão ba lại có cái thực biết kiếm tiền lão mẹ di truyền đến nàng nơi này gian tự nhiên cũng sẽ không rất kém lại văn khoa ban xuất thân nàng biên hợp lý chuyện xưa một điểm đều không làm khó được nàng này không dỗ này lão bản đã tin không cv bilovely đây không bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Thu hóa địa chỉ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên lai like là như vậy a. À, kỳ thật các ngươi đạo diễn nói cũng có đạo lý, giả đạo cụ làm sao có thể cùng thật sự so với, đánh ra đến hiệu quả tự nhiên không có thật sự hảo, cho dù hậu kỳ có thể xử lý cũng không có biện pháp đem đã kích quá trình sở biểu hiện ra ngoài biểu cảm cùng cảm thụ làm được đi đi ngươi này đang sinh ý ta tiếp ta hiện tại liền đem ngươi bắt bọn nó toàn bao đứng lên trương duyệt gật gật đầu bất quá nhiều như vậy vũ khí lại nặng như vậy nàng khả chuyển bất động cũng không có khả năng trước mặt lão bản mặc thu vào trong không gian đi vì thế theo trong túi xuất ra giấy cùng bút viết một chỗ chỉ cho hắn lão bản ta mua nhiều như vậy, thứ này lại nặng như vậy, ngươi có thể giúp ta đưa hóa về nhà sao? Có thể a, à, ngươi đem địa chỉ viết cho ta đi. Lão bản một bên đóng gói một bên trả lời. Này hơn 10 đem vũ khí nhưng là nhường hắn buôn bán lời hảo hơn hai vạn đâu, đưa cái hóa điểm ấy việc nhỏ tự nhiên là có thể. Khi đi, một hồi ngươi giúp ta bắt bọn nó đưa đến này địa chỉ đi. Trương Duyệt đem viết cốt địa chỉ giao cho lão bản trong tay lão bản tiếp nhận đến nhìn nhìn, nếu nói phía trước hắn còn có một tia hoài nghi trong lời nói, như vậy này hội hắn là một điểm đều sẽ không lại hoài nghi. Bởi vì kia địa chỉ viết là Huệ thành nam vùng ngoại thành quân bộ khu dân cư tam đơn nguyên sáu hào, thẩm gia. Lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một chút trương duyệt bộ dáng, này cô nương trưởng xinh đẹp không nói, trên người còn tản ra một loại chính nghĩa, hẳn là nàng trong nhà có trưởng bối là tham gia quân ngũ, quân hàm khả năng còn không thấp, cho nên đem nàng cũng dưỡng ra một chút quân nhân chính nghĩa khí chất đã là quân nhân người nhà lại như vậy thoải mái nhường hắn đem này nọ đưa đến quân bộ khu dân cư lý đi này nọ tiến tới đó nhưng là phải được qua kiểm nghiệm nàng làm sao có thể hội mua mấy thứ này đến làm chuyện xấu đâu liền tính là này nọ là quan minh chính đại đi vào nơi nào đây xảy ra vấn đề kia cũng không liên quan bản thân cho nên hiện tại hắn thực yên tâm đem này nọ bán cho nàng hắn đem địa chỉ hướng bên cạnh nhất phóng tiếp tục đóng gói còn lại vũ khí miệng sản khoái trả lời đến không thành vấn đề nửa giờ sau đưa đến nhà ngươi giải quyết xong nhất cọc tâm sự trương duyệt thông suốt phóng khoáng ly khai kia gia phản chân vũ khí điếm tùy ý đi dạo nhất tiểu hội trở về gia chuẩn bị chờ thu hóa về phần nàng vừa rồi vì sao đem địa chỉ viết đến đối diện thẩm gia mà không là của chính mình gia? đó là bởi vì nàng ngại phiền toái nàng lo lắng này lão bản để sau lại lo lắng chính mình mua hắn như vậy vũ khí, cho rằng chính mình là cầm làm gì nhìn không được quan chuyện, sau đó đem việc này báo danh cục công an đi. Nơi đó lại phái nhân đi lại nhất ra, nếu ra được chính mình ra lại hiểu được một phen giải thích rất phiền toái. Nhưng là ra được thẩm nhiên nơi đó lại không giống với. Lấy hắn danh khí, trừ bỏ muốn trong quân vang dội ở ngoài, ở cảnh sát giới cũng là thực nổi danh, Hắn từng còn giúp cục cảnh sát phá qua không ít khó giải quyết án tử, có tình ở, cho nên những người đó nếu tra được nhà hắn trong lời nói, bao nhiêu sẽ cho điểm mặt mũi, ra đến nơi đây cũng sẽ không lại tra xét. Mà hắn là nhà mình lão ba đối thủ một mất một còn con, lại dài một trương nhường nàng ghen tị phiêu này mặt, nàng đánh tiểu liền coi hắn là địch nhân đến xem. Vì thế từ nhỏ đến lớn có gặp được điểm không phải rất khó nan đề khi, nàng bình thường đều là lấy hắn vội tới chính mình chống đỡ lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ dù sao giống thẩm nhiên người như vậy đại chuyện nàng không dám đi trêu chọc chỉnh điểm việc nhỏ đi cho hắn thêm ngột ngạt nàng vẫn là đùa đỉnh bất diệt nhạc hồ lấy ra di động đánh cái điện thoại về nhà quy khải đông ca ta mua điểm này nọ bất quá địa chỉ viết sai lầm rồi viết đến đối diện kia gia kia này nọ nửa giờ sau hội đưa đến một hồi ngươi đi qua giúp ta ký nhận cầm lại gia a tốt không thành vấn đề Nửa giờ sau, thẩm gia, không, cv below validate, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 Mùi tiếp theo bán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một người nữ sinh về đến nhà phát hiện chính mình tiêu tiền mua gì đó, cư nhiên bị người khác trước một bước cướp hồ nhận lấy, còn mùi hạ một nửa, nàng cấp khí nổi trận lôi đình, thẳng dơ chân sau đó nổi giận đùng đùng vọt tới đối phương trong nhà. Không đợi đối phương hỏi rõ ràng ý đồ đến, nàng liền đem kia gia nam chủ nhân đẩy ngã ở trên sofa, sau đó ngồi trên đi đem người nọ áp ở dưới, cũng đem đối phương muốn phản kháng thủ nắm chặt, một đôi xinh đẹp ánh mắt hung tợn trừng mắt hắn. Cao giọng quát. Đây là ta tiêu tiền mua gì đó, ngươi dựa vào cái gì muội hạ một nửa. Nàng này một lần động đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ đến. Lý hút. Qua xá, Trương gia tiểu thư rất nhanh nhẹn dũng mãnh, cư nhiên dám đem người nhà hắn nhân e ngại lão đại cấp đẩy ngã, còn áp ở dưới thân, lão đại chẳng những không đẩy ra nàng, cũng không phản kháng. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông còn lại là Waste, thẩm đội trưởng không phải cá nhân nhân e ngại, không người dám chọc, lại càng không gần nữ sắc, chưa từng có giống cái sinh vật có thể đứng ở hắn nửa thước trong vòng sao? Thế nào nhà bọn họ tiểu thư đem hắn đẩy ngã? còn áp ở dưới thân tư nhiên một chút phản ứng đều không có này ba người bị này một màn cấp khiếp sợ ánh mắt trừng đại đại miệng cũng dương thật to cầm nhanh muốn rơi xuống kỳ thật không riêng gì bọn họ ba người cấp khiếp sợ đến liền ngay cả thẩm nhiên cũng bị trương duyệt hành động đều cấp khiếp sợ đến trước kia lấy hắn điều kiện cùng thân phận từng có không ít nữ nhân có ý đồ với hắn bất quá đại bộ phận nhân tiếp cận hắn không là vì ham hắn kia trương khuôn mặt dễ nhìn chính là có ý đồ khác, nhưng hắn đối nữ nhân thập phần phản cảm, vì thế đều bị hắn dùng lãnh khốc vô tình thủ đoạn cấp dọa chạy, lại không ai dám lỗ mãn. Cho nên ở hắn trước mặt, nửa thước trong vòng không còn có nữ nhân dám tới gần qua. Mà Trương Duyệt là không sai biệt lắm đi theo hắn cùng nhau lớn lên, chưa từng có tận lực tiếp cận qua chính mình, thậm chí có khi hội vừa thấy đến hắn quay đầu bước đi, cho nên nàng ở trong lòng hắn cùng nữ nhân khác là không đồng dạng như vậy, chính là nàng ở chính mình trong lòng thế nào một cái tồn tại, đến về phần hắn đều không suy nghĩ cẩn thận. Bất quá chỉ cần gặp được nàng, hắn đều sẽ thường xuyên chú ý nàng nhất cử nhất động, đối với nàng từ nhỏ đến lớn, thường thường lấy chính mình đi cho nàng tránh sự chuyện, hắn rất rõ ràng, lại bởi vì đều là chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, hắn cũng liền từ nàng, còn giúp nàng kết thúc hôm nay nàng thế nhưng lại lấy chính mình đi chắn sự, một nữ nhân đột nhiên mua nhiều như vậy phản chân vũ khí, việc này nếu nghiêm cẩn tra trong lời nói khả đại khả tiểu, bất quá đến hắn nơi này bất quá là việc rất nhỏ không khó xử lý. Chỉ là nhớ tới cái cô gái này này hai ngày kỳ quái hành động, trong lòng hắn rất là tò mò nàng có phải hay không đã biết chút cái gì, vì thế kia phản chân vũ khí điếm lão bản đem này nọ đưa đi lại khi hắn vừa khéo ở, liền mùi hạ nàng một nửa lãnh vũ khí, muốn xem xem nàng hội có phản ứng gì. Hắn nghĩ tới nàng sẽ rất tức giận đã chạy tới tìm chính mình lý luận, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng lý luận phương thức sẽ là như thế cùng giả đem chính mình đẩy ngã, còn đè nặng hắn, nàng không nên lá gan. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám như vậy đối hắn, Trương Duyệt là cái thứ nhất mà hắn, thế nhưng còn không phản cảm. Cho nên hắn trong lúc nhất thời sững sờ, quên phản kháng lúc này trương duyệt còn chưa có thức tỉnh đến chính mình hành động làm cho người ta có bao nhiêu khiếp sợ hay không sẽ có nguy hiểm nàng tức giận chưa tiêu nhìn đến đối phương không trả lời chính mình vấn đề tưởng hắn chột dạ lại chất vấn nói dựa vào cái gì ta bất quá là viết sai lầm rồi môn hào mà thôi ngươi dựa vào cái gì đem ta gì đó thu còn muội hạ một nửa dựa vào cái gì nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý viết nhà hắn địa chỉ không CV Below Valley Day không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Người lưu manh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phải không? Thật sự chính là viết sai lầm rồi môn hào không hơn sao? Thẩm nhiên phục hồi tinh thần lại, nhíu nhíu hắn kia đối đẹp mắt mày kiếm, đạm từ từ trả lời đến đã cảm thấy trong lòng không phản cảm nàng đụng chạm, vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ tốt lắm, lại nhìn đến nàng trừng mắt chính mình cặp kia lại đại lại viên đôi mắt đẹp, hắn cảm thấy còn đỉnh đáng yêu, cũng không biết hắn là cái gì thẩm mỹ ánh mắt, tự nhiên sẽ cảm thấy người khác trừng mắt chính mình còn cảm thấy đẹp mắt. Còn có, nàng kia no đủ hồng nhuận châu môi, một trường hợp lại, giống giống như người ngoài hái thái anh đào, hồng mê người. Hắn không giấu vết nuốt nuốt nước miếng. Lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới buổi sáng nghe được nàng tiếng thét chói tai, trong lòng tò mò vụn trộn lặng xuống trong phòng nàng xem xét cái kết quả, sau đó nhìn đến một bức mỹ nữ xuất thủy đồ hình ảnh, nhớ tới nàng kia bị bao vây ở rộng thùng thình dụ mặt trong trong trắng lộ hồng, bóng loáng tinh tế lại phấn nộn nộn da thịt, tiền đột sau kiều mê người phạm tội gián người, còn có lúc này đang ngồi ở chính mình mẫn cảm trên vị trí, khi đầy đặn lại có lực đàn hồi cái mông mang đến xúc. Cảm hạ thân nhất thời nóng lên, hắn hảo huynh đệ, cư nhiên phi thường không biết xấu hổ nổi lên phản ứng. Vừa rồi còn một bộ còn đúng lý hợp tình trương duyệt, nghe xong hắn trả lời còn nhìn đến đối phương trong mắt kia một bộ. Ta sớm nhìn thấu hết thảy vẻ mặt, trong lòng một trận chột dạ. Nhưng là liền tính là như vậy nàng vẫn là không cam lòng, muốn phải về nàng kia một nửa tam giác giảng cùng thiết kiếm, đó là nàng tiêu tiền mua, dựa vào cái gì tiện nghi hắn. Ngươi! vừa mới mở miệng muốn nói nói, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình mông phía dưới có cái gì vậy ở động, nàng cúi đầu một chút, mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở thẩm nhiên trên bụng phía dưới một chút mổ cái địa phương, mà cái kia địa phương chính là, chính là nhân gia tiểu huynh đệ địa bàn. Mà kia tiểu huynh đệ giờ này khắc này, chính giống như như có như không run run. Trương Duyệt cả người cứng đờ, sau đó oanh một chút, trên mặt nháy mắt biến thành đỏ ửng một mảnh, đầu óc lại trống rỗng, sau đó vừa mới muốn nói trong lời nói giờ phút này sớm đã cấp quên không còn một mảnh, cuối cùng chỉ viết ra ba chữ, người lưu manh. Sau đó chạy nhanh theo hắn trên người đi xuống dưới, không mà người khác nghi hoặc thần sắc, bụng mặt chạy. Bên cạnh mới từ khiếp sợ hoàng hồn không biết nội tình ba người, xem Trương Duyệt vội vàng rời đi bối cảnh, nhìn nhìn lại ngã vào trên sofa thẩm nhiên. Vẻ mặt buồn bực tưởng. Rõ ràng là ngươi đem thẩm đội trưởng áp ở dưới thân, thế nào ngược lại ngươi còn mắng thẩm đội trưởng lưu manh đâu. Muốn lưu manh cũng là ngươi mới đúng nha. Ba người xem chạy xa bóng lưng, trong lòng có vô số nghi vấn thổi qua, bất quá bọn họ biết lúc này muốn đến hỏi Trương Duyệt là không có khả năng biết đáp án, tưởng phải biết rằng cũng chỉ có thể hỏi trước mắt này nam nhân. Vì thế, ba người ánh mắt tề loát loát nhìn chầm chầm trên sofa thẩm nhiên. Làm Trương Duyệt từ trên người tự mình xuống dưới kia một khắc, Thẩm nhiên cảm thấy chính mình trong lòng như là quăng mất đi rồi cái gì trọng yếu gì đó giống nhau, cảm giác bên trong mặt vắng vẻ, thực không thoải mái. Bất quá nhân chính mình vừa mới lưu manh hành vi, hắn này hội cũng là xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng không thôi, nếu không là bởi vì hắn nhiều năm đặt huống lại thường xuyên suốt nhiệm vụ, bị Thái Dương phơi thành mạch sắc làn da giúp hắn che giấu hết thảy duyên cớ, chỉ sợ giờ phút này, này ba cái mắt sắc tên đã sớm phát giác đến bất quá tuổi còn trẻ có thể làm được đội trưởng vị trí hắn, đạo hạnh rất sâu. Hắn vẽ mặt trấn định ngồi dậy, thanh thanh yết hầu, sắc mặt phi thường uy nghiêm nói. Nhìn cái gì, không việc làm sao? Còn không vội vàng của các ngươi đi. Sau đó dường như không có việc gì đứng dậy hướng chính mình phòng đi đến, ở ai cũng nhìn không tới thời điểm, khóe miệng rất nhỏ gợi lên một chút liên chính hắn đều không có ra thấy ý cười, không, CV Bilovelli đây, không bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 Sinh nhật mời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở thẩm nhiên thánh vi dưới, vốn muốn bác quái ba người, biết muốn tìm vô vọng, đành phải hậm hực hờn dỗi tán đi, cắt làm các sự. Lại nói trương duyệt, giờ này khắc này vẻ mặt xấu hổ và giận dữ lao ra thẩm gia, sau đó nổi giận đùng đùng hướng gia chạy, ở che kính dấu chấm hỏi mặt vương mẹ trước mặt vội vàng đi qua, lại đạp 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 xung trở về chính mình phòng đóng cửa lại. Cuối cùng cầm lấy chính mình bình thường yêu nhất cối đầu, làm cái kia chọc giận nàng đầu sỏ gây nên, liều mạng sao, liều mạng đánh. Miệng còn không ngừng mắng. Cái gì tam giác giảng, cái gì thiết kiếm, cái gì vũ khí lạnh, tất cả đều cho ta gặp quỷ đi. Còn có cái kia thẩm nhiên, bình thường nhìn hắn một bộ nhân khung quỷ dạng, Tư nhiên là cái hạ lưu phôi tử, cũng dám đối ta đùa dẫn lưu manh, quả thực rất quá mức. Thối không biết xấu hổ. A, à, mắng xong Trương Duyệt không ngừng vung đầu phát điên đứng lên. Thẩm đội trưởng đối nhà mình tiểu thư đùa dẫn lưu manh. Không có khả năng đi. Thẩm nhiên kia không gần nữ sắc hình tượng, sớm đã ở trong lòng mọi người thâm căn cố đế, đứng ở trong phòng cửa vương mẹ nghe được bên trong tiếng mắng, không thể tin trừng lớn mắt bất quá nhớ tới chính mình đi lên sự tình, nàng vẫn là dùng sức gõ gõ cửa, miễn cho người ở bên trong chính mắng hăng say không có nghe đến. Nghe được tiếng đập cửa, Trương Duyệt Nguyên tưởng tiếp tục mắng thẩm nhiên trong lời nói im bặt, ho nhẹ một chút ít hầu điều chỉnh một chút không có người nhìn đến xấu hổ, đối với cửa lớn tiếng trả lời. Tiến vào. Vương mẹ nghe xong mở cửa đi vào, tuy rằng nàng không phải thực tin tưởng thẩm đội trưởng hội đùa dẫn lưu manh, nhưng là nhà mình tiểu thư đang ở nỗi nóng, nàng vẫn là quan tâm hỏi câu tiểu thư ngươi không sao chứ nhìn đến vương mẹ kia phó biểu cảm trương duyệt không khó đoán được chính mình vừa rồi mắng thẩm nhiên chuyện bị nàng toàn nghe xong đi sắc mặt lại xấu hổ nổi lên hồng bất quá khó như vậy mở miệng chuyện nàng thế nào có thể nói ra nàng lại điều chỉnh một chút chính mình xấu hổ cảm xúc sau đó thực rõ ràng chứa dường như không có việc gì trả lời à, a nga ta không có việc gì nha ta rất tốt sợ nàng không tin lại truy vấn chính mình chạy nhanh hỏi như thế nào ngươi tìm ta có việc sao thấy nàng không tính toán muốn nói ra bộ dáng vương mẹ cũng không tốt nói cái gì đành phải đem chính mình đi lên tìm chuyện của nàng nói cho nàng nói buổi sáng ngươi đi ra ngoài thời điểm ta tiếp đến lâm gia tiểu thư lâm diệu tâm đánh tới điện thoại nàng nói hôm nay là nàng sinh nhật tưởng mời ngươi buổi tối đi tham gia nàng sinh nhật tiệc tối lâm diệu tâm sinh nhật tiệc tối. Trương Duyệt ngẩn người, sau đó kiếp trước trí nhớ rất nhanh mạnh xuất hiện xuất ra, nhưng nàng nhớ tới một sự tình. Kiếp trước chính là vì Lâm Diệu Tâm sinh nhật điện thoại đến mời chính mình, nàng tài chạy đến mẹ trước kia trụ phòng, đem nàng lưu cho chính mình phỉ thúy vòng ngọc phiên xuất ra, sau đó bị Lâm sở sở nhìn đến muốn đi. Bất quá hiện tại, Lâm sở sở chẳng những bị chính mình đuổi đi ra ngoài, vòng ngọc cũng bị chính mình lấy đến còn mở ra không gian. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng hơi hơi nhất câu, một chút dấu dếm dấu vết ý cười hiện lên. Ta đến là muốn nhìn, không có không gian vòng ngọc lâm sở sở, ở mặt thế về sau còn lấy cái gì đến long lạc những người đó tài. Phục hồi tinh thần lại, nàng đối vương mẹ trả lời. Nga, là như thế này a, à, kia phiền toái ngươi giúp ta hồi cái điện thoại, nói cho nàng ta đêm nay sẽ đi. Lâm gia cùng trương gia ở mẹ trên đời thời điểm từng có buôn bán lui tới, sau này mẹ qua đời, nàng niên kỹ lại tiểu, ba ba lại không thể kinh thương, vì thế trong nhà bàn xí nghiệp lớn không người quản lý, đại bộ phận bị quyên cho từ thiện cơ cấu, chỉ để lại tiểu bộ phận nhường một ít trung tâm trương gia nhân giúp đỡ quản lý, thẳng đến trương duyệt sau khi thành niên tiếp nhận, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Kinh Diễm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com bất quá khi quá cảnh thiên năm đó cùng trương gia hợp tác qua nhân rất nhiều cũng không lại liên hệ chỉ có lâm gia mừng năm mới quá tiếc khi sẽ gọi điện thoại đi lại ân cần thăm hỏi một tiếng nàng cùng lâm diệu tâm tuổi này xấp xỉ gặp mặt số lần không nhiều lắm bất quá hai người giao tình còn có thể hiện tại làm lại một lần khó được còn có thể lại nhìn thấy bạn tốt cho dù chính mình muốn vội vàng chuẩn bị ứng đối tương lai mạc thế nàng vẫn là sẽ đi tham gia yến hội. Bằng không, ai biết có phải hay không giống kiếp trước như vậy, sinh tử lại nàng gặp nhau đâu. Nga, tốt lắm, ta hiện tại đi xuống cho nàng điện thoại lại. Vương mẹ được đến nàng trả lời thuyết phục, gật gật đầu xoay người đi ra ngoài, xuống lầu cấp lâm gia gọi điện thoại hồi phục đi. Trải qua vương mẹ này một tá xá, phía trước ở thẩm gia gặp được khốn quẩn tiêu thất rất nhiều, bất quá lại hồi nhớ tới phía trước kia một màn, nàng vẫn là đỉnh xấu hổ và giận dữ. Cứ như vậy phía trước tổn thất kia này nọ, nếu nhường nàng hiện tại lại đi tìm thẩm nhiên nếu muốn, nàng nơi nào còn dám đi. Trước không nói hắn đã xem ra bản thân phía trước dụng ý, có phải hay không trừng phạt chính mình, nếu đem hắn chọc giận, hắn đem nàng từ nhỏ đến lớn làm những chuyện như vậy lục ra tìm đến chính mình tính toán sổ sách, uy hiếp chính mình lại đối chính mình đùa dẫn lưu manh làm sao bây giờ. Nhất là chính mình đối lý, dị nàng lại đánh không lại hắn. Càng nghĩ, cuối cùng biểu môi, quên đi, coi như vài thứ kia uy cẩu, bất quá tổn thất vạn đem đến đồng tiền mà thôi, dù sao trong nhà không thiếu về điểm này tiền, điểm ấy tổn thất với ta mà nói không đến nơi đến chốn tính không xong cái gì. Vì thế, chuyện này cứ như vậy cáo rơi xuống. Màn đêm đêm dáng, trương duyệt vãn hảo kiểu tóc sau, chọn nhất kiện hạnh màu vàng trung độ dài quần lụa mỏng lễ phục dạ hội mặc vào, làn da nàng bạch hoàn toàn không cần lo lắng khống chế không xong này nhan sắc, hơn nữa này nhan sắc đứng lại đám người nhân cũng sẽ không quá mức dẫn nhân ánh mắt, đoạt nhân vật chính nổi bật. Lại xứng thượng một cái tương tiểu hồng đá quý tinh vi lại không mất cao quý vòng cổ cùng khuyên tai, cùng mặc vào ngũ tất cao cùng lễ phục đồng sắc dày cao gót, khiến cho nàng thoạt nhìn giống cái xuyên qua hoa từ giữa tinh linh, xinh đẹp lại không mất đáng yêu nàng xuất môn lên xe thời điểm bị đồng dạng có việc đang muốn xuất môn thẩm nhiên thấy được bị nàng này phó đã phẫn kinh diễm trú ở cước bộ ngốc sững sờ ở tại chỗ quên lên xe thẳng đến trương duyệt xe đi xa hắn mới hồi phục tinh thần lại lái xe tử xuất môn lâm diệu tâm sinh nhật tiệc tối ở một nhà cao cấp xa hoa khách sạn tổ chức có lâm gia ở trong này trấn áp người bình thường không dám tùy ý gây chuyện thực an toàn xuống xe sau nàng khiến cho trần khải đông đi về trước Tính toán chờ tiệc tối sắp kết thúc, thời điểm nàng lại gọi hắn đi lại tiếp chính mình, sau đó liền một người đi vào. Nàng xuất hiện liền kinh diễm không ít người. Không thể nghi ngờ, nàng là trưởng rất xinh đẹp, bằng không Lục Tử Phong cũng sẽ không cùng nàng đi đến cùng nhau, chính là nàng tính cách có chút thẳng thắn, làm việc cũng có chút mạnh mẽ vang dội, không phải hắn chân chính thích loại hình, cho nên mới trảo không được Lục Tử Phong tâm. Bất quá, Lục Tử Phong tâm lại có mấy cá nhân có thể bắt trụ trở lại chuyện chính ta tiểu công chúa khả tính đợi đến ngươi đã đến rồi trương duyệt bị tiếp dẫn nhân dẫn tới lâm diệu tâm trước mặt lâm diệu tâm vừa thấy là nàng liền cao hứng mở ra hai tay ôm lấy nàng mấy tháng không gặp lại dài đẹp ngươi đây là làm như thế nào đến ai nha không có biện pháp ai nhường ta gian hảo đâu không cần làm như thế nào cũng có thể hướng hảo phương hướng dài trương duyệt cùng lâm diệu tâm mặc dù không lâu gặp nhưng là cảm tình không sai cho nên ở nàng trước mặt nói chuyện thời điểm nàng một điểm đều không khách khí. Nói xong câu sau đem mang đến lễ đưa lên, cũng nói câu chúc phúc ngữ, sinh nhật vui vẻ. Ngươi nha ngươi, thật sự là nghịch ngợm. Tạ ơn. Lời của nàng Lâm Diệu Tâm nghe xong cũng không tức giận, ngược lại bị đậu cười thanh khách, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Bệnh thần kinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hơn nữa nàng cảm thấy Trương Duyệt nói cũng không sai, ba mẹ nàng đều là trưởng phi thường soái khí cùng mỹ lệ, đến nàng nơi này, cũng không chính là gian hảo thôi, không tật xấu. Thu lễ vật hai người lại vui vẻ hàng huyên vài câu, bởi vì Lâm Diệu Tâm còn muốn đi tiếp đón những người khác, Trương Duyệt đành phải tự mình tìm địa phương tỏa giết thời gian. Bởi vì nàng bình thường không thương giao tế, cho nên nàng ở trong này không có gì bằng hữu, tìm không thấy quen thuộc người ta nói nói tìm cá nhân hơi chút thiếu điểm địa phương ngồi. Nhưng là nàng vừa mới ngồi xuống không một hồi, còn có nhân hướng nàng đi tới. Trương Duyệt, chúng ta có thể thản nhiên sao? Trương Duyệt vừa thấy, có chút kinh ngạc nhìn đến người tới, lâm sở sở, người thế nào lại ở chỗ này? Không thể trách nàng hội như vậy kinh ngạc, phải biết rằng lâm gia hiện tại ở Huệ Thành nhưng là cái đại phú hào nhân gia, có thể đến có thể thêm nàng sinh nhật tiệc tối, đại bộ phận đều là gia tộc xí nghiệp cùng nhà nàng có hợp tác quan hệ, hoặc là chính là gia cảnh cùng nhà nàng không sai biệt lắm có tiềm tại hợp tác quan hệ nhân. Giống chính mình cùng Lâm Diệu Tâm lấy bằng hữu quan hệ cũng không nhiều, nàng cùng Lâm Diệu Tâm cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, nàng bằng hữu có nào chính mình tuy rằng không quen thuộc nhưng cũng biết nói là nào. Nàng có thể thực minh xác biết, Lâm Sở Sở sẽ không là bạn của Lâm Diệu Tâm khả nàng lại không có cao quý xuất thân cùng phú quý gia tộc, thế nào có thể xuất hiện tại nơi này? Ta, ngươi mặc kệ ta thế nào lại ở chỗ này, ta hiện tại có việc tưởng cùng ngươi thản nhiên. Lâm sở sở do dự một chút, chưa nói ra bản thân là thế nào xuất hiện tại nơi này, bất quá nói chuyện thời điểm hướng sườn biên không xa địa phương nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Trương Duyệt theo nàng dư quan nhìn lại địa phương nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Nhất thời minh bạch nàng là thế nào có thể xuất hiện tại nơi này. "Suy, không phải lục tử phong mang vào thôi, có cái gì hảo che đậy?" Trương Duyệt lười quan tâm nàng, trả lời: "Ngươi đi đi, ta cùng ngươi không có gì hay để nói." "Trương Duyệt, ngươi đừng như vậy tùy hứng được không? Ta là đến cùng ngươi xin lỗi, ta biết phía trước chuyện là ta không đúng, mời ngươi tha thứ ta được không?" Trương Duyệt thái độ đối với tự mình khiến cho Lâm Sở Sở thực mất hứng bất quá vì đạt tới chính mình mục đích nàng chỉ có thể nhịn xuống cũng dọn xong thấp tư thái đến giành được chiếm được người khác đồng tình quả nhiên nàng này vừa nói lập tức liền đưa tới hai ba người hảo kỳ ánh mắt bất quá trương duyệt cũng không sợ này đó đối với nàng đúng lý hợp tình thức xin lỗi bị tức nở nụ cười trả lời ta tùy hứng a à, ta không nghĩ cùng một cái ta không người trong lòng nói chuyện lại như thế nào ta không này quyền lực sao còn có ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện, dựa vào cái gì nói lời xin lỗi ta phải tha thứ ngươi. Cũng là ngươi nghĩ đến ngươi là nhân dân tệ, người gặp người thích, ở mí mắt ta dưới khiêu ta góc cường ta còn phải vô điều kiện tha thứ ngươi nha. Lâm sở sở bị nàng hỏi lại trong lời nói đem nhất quân, bị nói á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết thế nào phản bác. Mà vừa mới bản là có chút đồng tình chính mình kia hai ba người, hiện tại xem ánh mắt nàng có chút ý vị thâm trường đứng lên, nhưng nàng có chút xấu hổ vô cùng một lát sau nàng lại thử tính nói xong kia ngươi không tha thứ ta không quan hệ ta muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không có cái phỉ thúy vòng ngọc có thể hay không bắt nó tặng cho ta nha tặng cho ngươi ngươi không bệnh đi nếu có bệnh liền chạy nhanh đi gặp bác sĩ biết không kia vòng ngọc nhưng là mẹ ta lưu cho ta di vật ta vì sao muốn tặng cho một cái kiêu ta góc tường bạch nhãn lan ta khờ nha Trương Duyệt là thật bị tức sắp hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì nhân thế nào? Làm này chuyện thật có lỗi với bản thân, cư nhiên còn dường như không có việc gì yêu cầu chính mình đưa nàng này nọ, nàng có bệnh, vẫn là cái bệnh thần kinh. Thật sự là đủ. Ta, chúng ta không phải bằng hữu thôi. Không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 Đại gia đến bình phân xử một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bằng ngươi muội Kỳ thật Trương Duyệt bình thường là không làm gì yêu phát giận, nhưng là tỳ khí dù cho, bị nàng như vậy da mặt dày cũng cấp khí thẳng bạo thô tục. Ta hảo tâm cứu ngươi trở về, cung ngươi ăn, cung ngươi trụ, cho ngươi an bày xong công tác, ngươi lại ở nhà ta sau lưng kêu ta góc tường, ngươi cho là ta còn có thể coi ngươi là bằng hữu sao. Ta cũng không phải ngốc thiếu, lâm sở sở bị trương duyệt trong lời nói nhất nghẹn sắc mặt biến thập phần xấu hổ kỳ thật nàng cũng biết tự bản thân sao nói quả thật đỉnh không biết xấu hổ chính là khoảng cách mạc thế không vài ngày nàng nếu không đem vòng ngọc lộng tới tay mở ra không gian về sau thế nào thu thập vật tư cùng long lạc nhân tài đến vì chính mình hộ giá hộ tống nói không chừng chính mình không bị tan thi ăn cũng sẽ bị đói chết nay lửa xém lông mày chính nàng lại không có tiền cùng trương duyệt mua đành phải ôm chính mình có nữ chủ quan hoàng may mắn tâm lý, tài mặt dày đến cùng nàng đánh cái tình bạn bài, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Đáng tiếc, nàng này nữ chủ quan hoàng năng lực còn chưa đủ đại, không như mong muốn. Lúc này lục tử phong gặp sự tình không hướng về bọn họ suy nghĩ phát triển, còn nhìn đến trương duyệt đối lâm sở sở phát giận, nhất thời mất hứng đã đi tới. Hắn thân thủ muốn kéo lấy Trương Duyệt, cho mày lại tức giận chỉ trích nói. Trương Duyệt, ngươi đừng rất quá mức, Sở sở là vì này tiền chuyện vội tới ngươi xin lỗi, ngươi liền như vậy không thể dung người sao? Ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Ha ha, thật đúng có thể diễn, này phó bộ gián không biết còn tưởng rằng là ta có lỗi với các ngươi đâu. Bất quá, bọn họ cho rằng nói như vậy, ta sẽ sợ. Lúc này Trương Duyệt bị tức nở nụ cười, trong lòng cười lạnh một tiếng, thấy hắn thân thủ đi lại phải bắt được chính mình chạy nhanh nghi người chợt lóe né tránh cũng cùng hắn kéo ra vài bước khoảng cách, đứng lại hắn đối diện vẻ mặt tự nhiên xem hắn. Ngươi nói ta không thể dung nhân, cho mặt mũi mà lên mặt là đi. Tốt lắm, chúng ta khiến cho đại gia đến bình phân xử, giống các ngươi như vậy nhân sinh đến cùng có thể hay không dung, đến cùng ai cho mặt mũi mà lên mặt. Nói xong nàng dùng sức cổ hai hạ trưởng. Vốn bọn họ nơi này tranh chấp liền khiến cho không ít người chú ý, bất quá náo không phải rất lớn, cho nên liền không bao nhiêu nhân cố ý vây đi lại xem. Hiện tại thêm hơn một cái Lục Tử Phong, lại có Trương Duyệt vỗ tay hấp dẫn, Dương cung bạc kiếm không khí bỗng chốc khiến cho ở đây một nửa nhân lực chú ý, ào ào dừng nguyên lai like nói chuyện với nhau, quay đầu đến xem bọn họ. Nhìn đến tình hình không đối, Lục Tử Phong có chút hối hận vừa mới xúc động, chạy nhanh ngăn cản nói: "Trương Duyệt, không cần náo loạn, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi được rồi sao?" Việc này liền như vậy quên đi. Ha ha, vừa rồi gọi các ngươi đi không chịu đi, còn một bộ là ta đã làm sai chuyện thua thiệt các ngươi dường như, hiện tại sợ chính mình đem bọn họ làm mấy chuyện này vũ ra đến hội dọa người, sẽ không nhường ta nói. Ta muốn là nghe xong ngươi trong lời nói, chẳng phải là ngươi hô chi tắc đến, huy chi tắc đi một cái cẩu. Nằm mơ. Nàng cười cười, đừng nha, vừa rồi các ngươi đến xin lỗi thời điểm, nói như vậy đúng lý hợp tình một bộ ta không tha thứ các ngươi tự thành tội nhân thiên cổ dường như, khiến cho không biết nhân còn tưởng rằng là làm việc gì sai là ta mà không là các ngươi đâu. Nếu ta hiện tại không nói ra trong lời nói, ta đây về sau chẳng phải là muốn cho các ngươi lưng nồi. Vẫn là nói ra nhường đại gia bình nhất phân xử hảo. Nói xong không đợi hắn nói nữa, liền mở miệng đối nhìn qua mọi người cười nói. Ngượng ngùng, quấy rầy đại gia nhã hứng, Kế tiếp ta muốn nói một việc đến nhường đại gia đến hỗ trợ bình phân xử, xem nhìn đến đấy là ta quá nhỏ khí không thể dung nhân, người khác cho mặt mũi mà lên mặt, vẫn là mổ ta nhân quá mức đáng xấu hổ cùng khinh người quá đáng. Nói xong, nàng chỉ vào lục tử phong nói với mọi người. Này nam nhân, ta bạn trai, Nga không đối, hiện tại là bạn trai trước mới đúng. Đại gia nói vậy đối hắn đều có chút quen thuộc đi. Hắn kêu lục tử phong không cv below validate không bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video